hơn 6 tấn hồ sơ, 1 triệu bút lục, 86 bị cáo, 200 luật sư, 2.400 người liên quan, 1 triệu tỷ đồng. Vụ án Vạn Thịnh Phát chấn động xã hội Việt Nam sắp được đưa ra xét xử. Thưa các bạn, từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác vì những sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB. Đây là vụ án đặc biệt gây chú ý trong dư luận bởi những con số và sai phạm mang tính kỷ lục. Chỉ tính số người được tòa triệu tập đến phiên xét xử đã lên đến gần 3.000 người, trong đó 86 người là bị cáo, khoảng 200 luật sư và gần 2.400 người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Riêng bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đối mặt với 3 tội danh gồm tham mô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 85 bị cáo còn lại, gồm 45 cựu lãnh đạo cán bộ ngân hàng SCB, 15 cựu cán bộ ngân hàng nhà nước, 3 cựu cán bộ thanh tra chính phủ, 1 cựu cán bộ kiểm toán nhà nước. Những người này bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về các tội như tham mô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về các hoạt động của ngân hàng. Vụ án Vạn Thịnh Phát còn gây chấn động bởi con số 1 triệu tỷ đồng. Đây là số tiền mà bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc đã rút của ngân hàng SCB trong khoảng thời gian là 10 năm, kể từ năm 2012 đến năm 2022. Để so sánh, GDP của Việt Nam trong năm 2023 đạt khoảng 10 triệu 221.800 tỷ đồng, tức số tiền mà bà Trương Mỹ Lan và cộng sự bị cáo buộc đã rút của ngân hàng SCB, tương đương hơn 10% GDP của Việt Nam trong năm 2023. Ngoài ra, trong vụ án Vạn Thịnh Phát, số tiền mà một cá nhân nhận hối lộ cũng cao kỷ lục. Phó trưởng ban nội chính Trung ương, ông Nguyễn Văn Yên trong một cuộc họp báo đã khẳng định bà Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra của Ngân hàng Nhà nước tại SCB, nhận hối lộ với số tiền lớn nhất từ trước đến nay là 5,2 triệu USD, tương đương khoảng 118 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, bà Trương Mỹ Lan đã khuynh đảo mọi hoạt động của ngân hàng SCB qua số cổ phần nắm giữ ở ngân hàng này từ 85% tăng đến 91,5%. Hành vi của bà Trương Mỹ Lan được chia làm hai giai đoạn. Từ năm 2012 đến năm 2017, luật hình sự về tham ô tài sản chưa mở rộng áp dụng cho tổ chức, cơ quan ngoài nhà nước, nên các sai phạm của bà Lan và đồng phạm trong giai đoạn này được quy vào tội danh vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Tổng thiệt hại mà bà Lan bị cáo buộc đã gây ra trong giai đoạn này là khoảng 64.000 tỷ đồng. Hành vi của bà Lan từ năm 2018 đến năm 2022 được quy vào tội tham ô tài sản, với tổng số tiền mà bà Lan được cho là chiếm đoạt của ngân hàng SCB là hơn 300.000 tỷ đồng. Với số tiền chiếm đoạt lớn chưa từng có như vậy, bà Lan có thể đối mặt với án tử hình, khung hình phạt cao nhất của tội tham ô tài sản theo Điều 364 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017. Vụ án Vạn Thịnh Phát còn gây xôn xao với những cái chết bí ẩn, và những người này đều có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đầu tiên là ông Nguyễn Tiến Thành, chủ tịch chứng khoán Tân Việt, thành viên hội đồng quản trị độc lập của ngân hàng SCB. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ông Thành đột ngột qua đời vào ngày 6 tháng 10 năm 2022, ngay trước khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt vào rạng sáng ngày 7 tháng 10 năm 2022. Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, công ty chứng khoán Tân Việt nằm trong nhóm định chế tài chính thuộc hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát. Tiếp đến là bị can Nguyễn Phương Hồng. Bà Hồng bị bắt cùng đợt với bà Trương Mỹ Lan vào ngày 7 tháng 10 năm 2022. Bà Hồng được giới thiệu là trợ lý công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhưng đồng thời cũng là thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB. Nhưng 3 ngày sau khi bị bắt, có tin bà Hồng qua đời mà không rõ nguyên nhân. Cáo phó của gia đình bà Hồng viết, bà từ trần lúc 3 giờ 30 phút ngày 9 tháng 10 năm 2022, hưởng dương 39 tuổi. Tuy nhiên, ngày giờ trên cáo phó của bà Hồng có dấu vết chỉnh sửa. Điểm bất thường còn ở chỗ, một số trang báo như Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnamnet, Vietstock đã đưa tin về việc bà Nguyễn Phương Hồng qua đời, nhưng đồng loạt xóa bài sau đó. Thông tin bà Hồng là thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng SCB cũng bất ngờ bị gỡ khỏi trang web của ngân hàng này, theo ghi nhận của BBC tại thời điểm đó. Chưa hết bàng hoàng với hai cái chết trên, thì đến ngày 14 tháng 10, ông Nguyễn Ngọc Dương, giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula, kiêm cựu tổng giám đốc công ty Vạn Phát Hưng, cũng đột ngột qua đời.
Kết luận điều tra của Bộ Công an xác định, ông Dương nắm vai trò phối hợp tạo các công ty ma nhằm vay vốn khống, rút tiền từ ngân hàng SCB để phục vụ cho các mục đích của bà Trương Mỹ Lan. Tới tận ngày 29 tháng 10 năm 2022, người phát ngôn Bộ Công an, ông Tô Ân Sô mới lần đầu tiên lên tiếng về các bị can qua đời trong vụ Vạn Thịnh Phát. Theo đó, ông Sô phát biểu rằng việc có bị can và một số người liên quan qua đời do đột tử sẽ gây khó khăn thêm cho quá trình điều tra. Tuy nhiên, với quyết tâm của lực lượng thực thi pháp luật, điều này không gây ảnh hưởng. Thưa các bạn, trên đây là một số nét chính về vụ án Vạn Thịnh Phát. Nếu các bạn có bất kỳ đóng góp, ý kiến nào, có thể để lại bình luận dưới video này. Các bạn cũng đừng quên bấm nút chuông và bật đăng ký kênh để theo dõi những nội dung đặc sắc tiếp theo của BBC News tiếng Việt. Còn bây giờ, trân trọng cảm ơn và xin chào.